Xin chào các bạn anh em đến với Quang Huy Audio. Hôm nay xin giới thiệu các bạn anh em một cặp loa ARM4. Cặp loa sử dụng một bát 16, một chép đôm. Và ở dưới đáy thùng của nó có một bát đánh ngược lên. Và cặp loa này có chiều cao là 73, chiều sâu là 26, còn mặt ngang của nó là 20. Và tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng đánh những anh em nào mà không có không gian bày cặp này vào quá hợp lý luôn. Mời các bạn anh em đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của em nó. Và các bạn anh em nào muốn sở hữu cặp loa ARM4 hãy liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở trên bài đăng. Cảm ơn các bạn anh em đã theo dõi kênh.